Chồng nam em Tố Quế Vân lợi dụng vợ, đối phương đáp trả không đáng mặt quân tử. Vừa qua, sau khi vợ chồng nam em có mạng khẩu chiến cực căng trên sóng live stream, Quế Vân đã bất ngờ bị lôi vào cuộc. Theo đó, trong một phiên live stream, chồng nam em Tố Quế Vân lợi dụng ép vợ mình live stream suốt 9 tiếng. Mới đây, Quế Vân cũng lên tiếng live stream để nói rõ về lời tố cáo từ chồng nam em. Sao lại kêu tôi lợi dụng nhỉ? Tôi lợi dụng cái gì? Chắc là có chút hiểu lầm ở đây rồi, bởi vì tôi không vào showbiz nữa. Hôm qua tôi cũng đã nói nổi tiếng không chỉ là một ngày. Ví dụ như một phiên live, mọi người để ý nói chuyện với nhau, quý mến hai chị em. Thấy ngày mai không live nữa thì hết nổi rồi đúng không? Vậy mình sẽ phải làm gì để nổi những ngày sau nữa? Quý Vân cũng nói rõ về buổi gặp với nam em hôm thứ bảy vừa qua. Người đẹp cho biết hai chị em có hẹn nhau nên cô sang nhà đón nam em. Đấy là cường mới yêu nam em gần đây, nhưng tôi đã quen nam em vài năm trước rồi. Mỗi lần tôi vào Sài Gòn, nam em sẽ đón tôi đi chơi còn nam em ra Hà Nội thì tôi sẽ đưa đi chơi. Hôm qua không đi được vì quá mệt, quá mệt vì tôi lên nhà nam em chơi. Nói rõ về lời tố cáo ép buộc nam em live stream chín tiếng, Quê Vân cho biết, hôm qua thì tôi có nghe cường nói là tôi bắt ép nam em live stream rất nhiều tiếng. Đó là cường hiểu sai tôi rồi. Tôi không có bắt ép được vợ em. Em hỏi vợ em đã rồi hẳn nói như thế nhá. Bởi vì sao? Vì tôi sang nhà là vợ em đang live rồi, đang live thì chị em gặp nhau rồi nói chuyện khi mà nói chuyện khán giả yêu mến thì mình cứ nói nói tới lúc nào cảm thấy mệt thì thôi còn lúc đi ăn xem hoa hậu vợ em luôn like chứ tôi không có bắt là em phải like đi cho nên đừng có nói là chị vân bắt ép vợ em like cái này là sai nha cùng hiểu sai cho tôi là không có được nha nếu là lợi dụng thì em phải đưa ra cho chị bằng chứng lợi dụng để làm gì vì tình cảm giữa tôi và nam em vẫn thế từ khi em chưa xuất hiện trong cuộc sống này của nam em cơ quế vân một lần nữa khẳng định với khán giả rằng cô không ép nam em livestream 9 tiếng. Đừng dọa nạt ai cái gì ở đây cả. Cuộc sống này có pháp luật. Tôi không bao giờ chửi nam em, bởi vì tôi là một người chị. Nhất là tính tôi rất quân tử, mà quân tử thì không bao giờ lèm bèm. Làm là phải nhận. Quế Vân Nam Em là cặp chị em thân thiết và thị phi của showbiz Việt. Cả hai từng lên tiếng tố trường Giang lăng nhăn vào năm 2018. Gần đây nhất, cả hai tiếp tục song kiếm hợp bích live stream trần gốc tối của làng giải trí Việt và sự thật về nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên gần đây mạng xã hội xuất hiện tin đồn, cặp chị em này đang xích mít nghỉ chơi. Thậm chí nam em còn chia sẻ ước mở rằng, tôi thấy tôi không có quê gì hết mà chỉ thấy tôi đang bị người ta dụ. Tôi tưởng cũng về phe tôi, nhưng tôi thấy có mấy mạng quay xe hơi xe hơi gắt, nên tôi về nhà tôi. Dân tình không rõ nạn Hoa Khôi sinh năm 1996, đang nhắc đến Quế Vân hay Duy Mạnh, nên tin đồn mâu thuẫn càng ngày càng đẩy lên cao hơn. Trước thông tin này, Quế Vân cho hay, Lai like xong rồi còn gì để nói nữa đâu, chị với Nam Em không có cái gì có thể chia lìa được tình cảm chị em đâu nhá, nên là khỏi kích động, không phải kích động làm gì cho mệt ra, bởi vì chơi với nhau hiểu nhau mà, không có gì chia lìa được đôi lứa đâu. Bài toán giờ showbiz của Nam Em sau khi bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì những phát ngôn gây sốc trên livestream, nam em tiếp tục thực hiện livestream nhưng cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Thậm chí cư dân mạng còn khen ngợi nam em biết kiểm soát phát ngôn và khéo hơn sau khi bị phạt. Mới đây nam em livestream tiết lộ đang ấp ủ giấc mơ thực hiện một live show ở không gian ngoài trời với khoảng 5.000 khán giả. Nam em chia sẻ. Tôi còn viết một đống bài hát mà chưa có làm nữa. Tôi đợi khi nào khỏe mạnh là tôi làm live show. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ cần làm thêm cái live show ở sân khấu ngoài trời tầm 5.000 khán giả. Giấc mơ của tôi bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần làm gì thêm. Tôi chỉ cần làm thêm live show Love Story 3, sân khấu ngoài trời. Tôi đã nghĩ ra một sân khấu rất đẹp. Hiện tại tôi đang phấn đấu được thực hiện được live show đó là thôi xong, nghỉ hưu được rồi. Không cần làm gì nữa, quá đủ rồi. Người đẹp Tiền Giang cũng chia sẻ hiện tại đang cố gắng lấy lại sức khỏe để hiện thực hóa giấc mơ này. Trước đó hai đêm nhạc mang tên Love Story từng được nam em tổ chức, nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Sau mùa nào nam em đang có ý định chuyển hướng sang streamer giống như nữ ca sĩ Khởi Mi. Nghe nói bà Khởi Mi giờ cũng làm streamer, tôi sẽ đi theo con đường của bà Khởi Mi. Nam em bày tỏ. Nam em sau khi bị phạt vẫn live stream, muốn làm live show rồi nghỉ hưu. Hoa Khôi Nam Em cho biết cô rút kinh nghiệm về việc sử dụng mạng xã hội sau khi đóng phạt 37,5 triệu đồng hôm ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính Hoa Khôi, ca sĩ Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc với tổng số tiền là 37,5 triệu đồng. Sau buổi làm việc với cơ quan chức năng, người đẹp Tiền Giang đã xóa hết những phát ngôn gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, vào buổi tối cùng ngày, cô khiến khán giả ngỡ ngàng khi vẫn tiếp tục livestream trên TikTok với nhiều lượt xem trao đổi với phóng viên dân trí ông Bùi Hữu Cường bạn trai đồng thời là quản lý của nam em cho biết hiện nữ ca sĩ chủ yếu live stream tâm sự và hát giao lưu tặng khán giả và chỉ hướng đến những nội dung tích cực sau ngào vừa qua người đẹp rút được nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng mạng xã hội ông cường nói sau sự việc nam em cũng học được nhiều kiến thức về văn hóa trên không gian mạng cô ấy cũng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn Bây giờ nam em không live stream tùy hứng như trước mà giới hạn thời gian chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng mỗi ngày. Trong thời gian đó, cô ấy chỉ trò chuyện và hát giao lưu với khán giả là chính. Về tinh thần và sức khỏe của nam em, ông Cường cho biết, hiện tại cô đã ổn định hơn trước, tuy nhiên thể trạng cơ thể chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần, cảm xúc. Ông Cường nói thêm, căn bệnh của nam em phải gọi là tâm bệnh, nếu cô ấy cảm thấy vui vẻ và thoải mái thì sức khỏe sẽ được cải thiện hơn. Đến hôm nay thì cô ấy đã khá ổn định, Thời gian tới chúng tôi mong mọi chuyện sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Theo ông Cường, hiện nam em đã sẵn sàng trở lại công việc như kế hoạch của họ, chủ yếu thiên về các dự án thu âm và quay chụp quảng cáo. Còn việc chạy show đi hát, nữ ca sĩ sẽ chọn lọc hơn, chứ không nhận hát đại trà như trước. Gần đây chúng tôi đã hủy 3 show, trong đó có một show đám cưới mời hát với các xe cao. Trước đó, trên livestream ngày 6 tháng 3, nam em cho biết cô đã sáng tác rất nhiều bài hát nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Nữ ca sĩ mong bản thân sớm khỏe mạnh để làm live show ngoài trời với 5.000 khán giả. Tôi đã nghĩ ra một sân khấu rất đẹp và đang phấn đấu để thực hiện được live show đó. Giấc mơ của tôi bao nhiêu đó là đủ rồi, nghỉ hưu được rồi, không cần làm gì nữa. Hoa khôi ca sĩ nam em sinh năm 1996 tại Tiền Giang, được nhiều người biết đến khi đăng quang cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu trái đất 2016, dừng chân ở top 8 và tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, đạt thành tích top 10. Nam em từ chối sinh con với chồng sắp cưới, sự thật khiến ai cũng xót xa. Mới đây, cộng đồng mạng trên nền tảng TikTok đang lan truyền đoạn video ghi lại những lời tâm sự của nam em về vấn đề sinh con. Đáng chú ý, nam em khẳng định cô chưa có ý định sinh con với chồng sắp cưới vì vấn đề sức khỏe. Được biết, bác sĩ khuyên cô nàng không nên có em bé ở thời điểm này. Phải đợi đến khi sức khỏe ổn định hơn thì mới nên nghĩ đến chuyện có con ngoài ra nam em cũng từng tiết lộ có nhiều người muốn giới thiệu cho cô đại gia doanh nhân giàu có để có con chung với họ đổi lại cô sẽ được chăm lo đầy đủ cả đời nhưng nam em kiên quyết từ chối nam em chia sẻ các chị em phụ nữ chỉ nên nghĩ đến chuyện có con nếu đã tìm được người đàn ông tử tế đàng hoàng với mình trước đây nam em từng khiến khán giả xôn xao bởi dòng trạng thái bất lực khi không giữ được con Minh trí của mẹ bình an nhé, ba mẹ không bảo vệ được cho con. Hy vọng những ngày tháng sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ cho con, thiên thần của mẹ. Những ngày qua nam em là cái tên nổi đình nổi đám trên mạng xã hội vì loạt livestream nhắc về người cũ và phốt nửa showbiz. Cô nàng liên tục có những biểu hiện khiến dân tình ngán ngẩm. Không lâu sau đó nam em đã gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân sau những phát ngôn gây phẫn nộ. Cô bày tỏ tôi đã không đủ bình tĩnh để anti fan kích động có cớ để tôi nói những lời nói thiếu suy nghĩ và tỉnh táo, tôi đã không đủ bình tĩnh để anti fan kích động gây ồn ào ảnh hưởng đến mạng xã hội những ngày qua, tôi đã không làm tốt trách nhiệm của một công dân ưu tú làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua, tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập yêu bản thân mà là bám chấp vào những tổn thương của quá khứ, tôi xin chịu mọi trách nhiệm với pháp luật. Với những buổi livestream chửi bới của nam em trên mạng xã hội đã khiến khán giả ngán ngẩm mới đây cô nàng bị gạch tên khỏi sâu diễn của một đơn vị trên trang cá nhân chồng nam em công khai tin nhắn của đơn vị từng mời nam em về biểu diễn cho một sự kiện tuy nhiên gần đến ngày biểu diễn thì đơn vị này thông báo với chồng nam em rằng do ý kiến tác động của một số nghệ sĩ cũng như đưa ra yêu sách rằng không có mặt của người đẹp gốc tiền giang trong đêm diễn đó nên đơn vị này buộc lòng phải hủy bỏ sự xuất hiện của nam em trong chương trình Gần đây đoạn clip ông xã Nam Em công khai tiền cắt CDH của vợ trên livestream thu hút nhiều sự quan tâm. Khi được hỏi về số tiền để Nam Em nhận lời biểu diễn, doanh nhân Hữu Cường cho biết show Nam Em đi ngoài Bắc về Hải Phòng có giá 100 triệu. 100 triệu là chi phí bên Nam Em và mình tự lo. Công khai giá show trên này luôn cho mọi người biết. Nhưng cũng có thể có những cái sẽ cao hơn, có thể là 140 triệu. Bởi vì có một số hệ thống anh em, người ta làm bầu show thì người ta nhận mình 100 triệu thôi mà họ vẫn báo lên 120, 130, cái đó là cái hợp lý. Còn khi mà họ nhận 120, 130 mà mọi người liên hệ với mình trực tiếp thì mình sẽ báo lên một giá cao hơn. Cho nên năm em năm nay không có show rẻ, mình sẽ là người từ chối tất cả show nếu không ok.